Khó mà em nhẹm nhấn chìm nó được. Nếu lò lót chạy trọt thì cũng không ai dám đứng ra bao che đâu. Bởi vậy mới chết chứ. Ông làm được mà. Chỉ cần ông xuất bạc ra thì mình sẽ mua chuộc được quan trên và giúp con trốn thoát. Ông ơi, ông cứu nó đi ông. Chỉ cần tốn bạc thôi là được mà ông. Dù gì nó cũng là con của ông mà. Nó là cháu đích tôn của nhà họ Trịnh đó. Tôi xin ông. Nè, bà nín đi. Có phải nó kêu bà về đây nói với tôi những chuyện này hay không? Đúng là cái thằng con trời đánh mà. Nó gây ra tội lỗi tay trời như vậy còn dám dạy tôi cái cách cứu nó nữa hả? Dòng họ Trịnh này không cần một người nối dõi phá gia chi tử như nó. Sao lúc nó gây chuyện nó không nghĩ tới cha tới mẹ nó chứ, tới danh dự của gia đình họ Trịnh này. Còn bà nữa, bà đừng có mù quáng bao che cho con, vô tình mang tội tổng phạm đó, rồi kéo cả nhà vào rắc rối. Ông nói gì lạ vậy? Nó có làm gì thì nó cũng là con trai của mình mà. Tôi biết nó đã làm nhiều chuyện sai quấy, nhưng mà bây giờ mình cứu nó thoát chết trước đã. Còn mấy chuyện trách móc mình nói sao cũng được mà. Chứ bây giờ ông biểu tôi đứng yên nhìn nó đi vô chỗ chết sao mà được hả ông? Hổ dữ còn không ăn thịt con. Tôi là mẹ, làm sao mà tôi bỏ nó được? Thôi tôi biết rồi, bà đừng có nói nữa. Để bình tâm lại đi, tôi sẽ tìm cách cứu nó. Con mình quen ăn sung mặc sướng từ nhỏ rồi, bây giờ ông để nó sống trong ngục tù như vậy sao mà được hả ông? Bà thương nó như vậy, bà trốn theo nó luôn đi. Đúng là đàn bà. Có cái chuyện gì cứ hốt hoảng hết lên, nhấc cả cái đầu về phòng đi. Làm ơn để tôi yên. Trời ơi, tôi đã nói hết nước như vậy rồi mà sao ông vẫn cứ trơ trơ như vậy chứ? Một ngày thằng hai nó ở ngoài lang thang đói khổ như vậy thì tôi như ngồi trên đống lửa vậy đó. Ông phải nghĩ cách cứu nó ngay đi ông ơi. Im đi. Tôi nói một lần cuối, lập tức về phòng cho tôi. Nó ra nông nổi như ngày hôm nay là do cách dạy dỗ của bà đó. Bà đã nuông chiều nó một cách mù quáng, muốn cái gì là được cái nấy. Bây giờ nó gây ra chuyện đại họa rồi đó. Giờ này mà ông còn ngồi đây trách móc con hay sao? Hay là ông không muốn cứu con mình? Có phải ông giận nó, ông ghét nó chỉ vì nó là tình địch của ông hay sao? Hay là gì nó đã dám khuyên can ông tránh xa con nhỏ đó? Bạn nói kiểu gì vậy? Có phải bà nghe nó nói xấu tôi hay không? Một cái chuyện vô lý như vậy mà bà cũng tin được sao? Tôi tin tất cả những gì mà tôi thấy trước mắt. Ông vì ham mê sắc dục mà quên đi tình phụ tử, rồi ghen tuông mà ông quay mặt với con trai của mình. Bà câm miệng lại, đi ra khỏi nhà tôi. Ông à, ông bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì vậy chị cả? Có chuyện gì mà làm cho ông giận dữ vậy hả? Ông nghe đây, 20 mấy năm nay tôi luôn nhẫn nhịn chiều theo ông, cả những chuyện trái với luân thường đạo lý. Nhưng mà hôm nay tôi không nghe ông nữa. Ông là một người cha tàn nhẫn, vô lương tâm. Ông vẫn dừng để cho con trai mình đi vào chỗ chết. Ông không thèm cứu nó chỉ vì ông ghét tuôn. Thật phụ tuôn, nó thật là xấu số khi có một người cha như ông. Còn tôi thiệt là bất hạnh khi về làm dâu cái nhà này. Bà! Ông à, ông bớt giận, ông bình tĩnh lại đi. Chị cả, chị đừng nói nữa, chị về phòng mình đi. Đi. Không, hôm nay chị phải nói cho ông biết. Hôm nay ông có giết thì tôi cũng phải nói. Nếu ông không mê đắm cô ta, ông không ghen tuông với con trai của mình thì đâu có xảy ra cơ sự như vậy. Nếu như ông nghe lời con
con trai của mình thì đâu có xảy ra án mạng. Thật Phú Túc hôm nay nó trở thành sát nhân như vậy, tất cả là do ông, là do ông chứ không phải ai khác. Nhưng mà chính ông đã xô con trai mình vào con đường tội lỗi. Chính là ông đó, ông là người cha tồi bại, là một người chồng vô lương tâm. Bà, ông bình tĩnh lại đi. Ông ơi, ông ơi, ông sao vậy? Ông sao vậy? Ông à, ông ơi, ông sao vậy? Trời ông ơi, tỉnh lại đi. Ông ơi, ông ơi. Tạm thời ông đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn yếu lắm, nên mấy bà đừng có chủ quan. Nếu tình hình chuyển biến gì thì phải kêu tôi tới liền. Chậm một khắc có thể nguy hại tới tính mạng của ông. Tốt nhất là nên cho ông nằm nghỉ ngơi, không được đi đứng tùy tiện, vì có thể ngất bất cứ lúc nào. Nhưng ông đang khỏe mạnh bình thường, tại sao lại bị như vậy hả thầy? Mạch đập của ông yếu lắm, có lẽ là suy nhược một thời gian rồi. Có lẽ do ông không nói nên mấy bà tưởng ông bình thường. Tôi nghĩ là do ông hơi quá độ trong chuyện chăn gối trong một thời gian dài, nên mới dẫn tới suy kiệt trầm trọng như vậy. Tuổi của ông cũng không còn trẻ, lại quá sức nên bây giờ khó mà trở lại như bình thường được. Nhưng mấy bà cũng đừng lo quá, chỉ cần cho ông nghỉ ngơi, tẩm bổ và tránh chuyện chăn gối thì vẫn có thể gượng lại. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn thầy. Dạ chào bà, tôi xin phép. Tạm thời cứ để ông nằm ở phòng của em. Mọi người cũng đừng có ra vô nhiều quá, để ông dưỡng sức, như vậy ông mới mau bình phục được. Chị ba à, chị không nghe thầy nói sao? Ông cần phải tránh chuyện chăn gối, mà để ông ở đây em e là không có phù hợp lắm. Em thấy thích hợp nhất là để ông qua phòng em ở. Em năm mà, em cũng góp phần vô chuyện làm cho ông suy kiệt vậy đó. Chị hai nói nghe gì ngộ ghê. Ông bị suy kiệt là do làm nhiều việc ở trên kinh, sao tự nhiên đổ thừa cho em? Thôi, đừng có cãi nhau nữa. Chuyện này đâu có phải một sớm một chiều mà ra, mà nó là cả một thời gian dài trước đây, cho nên bây giờ ông mới phát bệnh thôi. Chị cả, em lại nghĩ ông lên cơn đột quỵ như vậy là do chị đó. Hôm đó nếu như chị không qua chọc giận ông thì ông đâu đến nỗi té ngã như vậy. Tốt nhất là từ rày về sau chị đừng có để cho ông thấy mặt chị nữa. Thôi, không cần nói nhiều nữa. Ông cứ đưa qua phòng của em. Em quen chăm sóc cho ông rồi nên sẽ làm chuyện này tốt hơn. Để ông ở đây em cũng không có yên tâm. Em Năm, lúc này ai cũng muốn lo cho sức khỏe của ông, ai cũng muốn chăm sóc cho ông, chứ có ai muốn làm hại ông đâu mà em lo. Ai chăm sóc ông cũng được, nhưng mà hiện nay em đang bụng mang dạ chữa như vậy, lo cho mình còn khó, huống gì lo cho một người bệnh liệt giường như ông. Còn chị cả với lại chị hai, sức khỏe cũng không còn dẻo dai như trước. Thức đêm thức hôm chăm ông một thời gian e là sẽ không thể. Vì vậy chị mới đề nghị ông ở phòng chị. Mọi người không ai có ý kiến gì, sao em cứ một mực đòi làm trái ý chị là sao vậy hả em Năm? Bộ em quên, hiện thời chị vẫn là người cai quản ở cái nhà này. Em còn nhớ chứ? Thank you.
tôi nếm mật nằm gai bao nhiêu lâu nay là để chờ cơ hội này. Sao có thể để dục mất cơ hội này vào tay kẻ khác được chứ? Ông ta đã uống thuốc và ngủ ngay. Nhưng liệu cho ông ta chết bằng cách này có nhẹ nhàng quá so với tội ác của ông ta không thưa bà? Cô cứ yên tâm, tôi đã tính đâu vào đấy hết rồi. Thuốc này sẽ không giết ông ta chết ngay tức khắc, mà sẽ thấm từ từ, khiến ông ta thần trí mụ mẫm, tứ chi bại liệt. Và đây cũng mới chỉ là khởi đầu cho sự trừng phạt của tôi thôi. Cô cứ từ từ mà thưởng thức. Nhìn hắn ta nằm sùi lơ, tôi thiệt là hả lòng hả dạ. Đáng đời cho kẻ cả đời cứ vỗ ngực xưng mình là Trịnh Quý Thịnh, oai quyền, rồi thản nhiên gây tội cho người khác. Trịnh Quý Thịnh, lúc hắn ta có quyền có thế thì ngồi trên đầu thiên hạ, tác oai tác quái, làm biết bao nhiêu chuyện tán tận lương tâm. Bây giờ thì sa cơ thất thế rồi, nhận lãnh hậu quả thảm thương như thế này cũng là đáng kiếp. Chắc ông ta cũng không bao giờ ngờ rằng số phận cuối đời của ông ta sẽ do Như Nguyệt này định đoạt. Như vậy mọi chuyện diễn ra đúng như những gì bà đã định liệu. Số phận của ông ta đang nằm trong tay của bà. Tháng ròng ngày dài, bà tha hồ mà hành hạ để trả lại mối hận năm xưa. Chưa đâu, con mụ đàn bà đã a tòng với hắn hại tôi. Bà ta sẽ nhận lãnh hậu quả thảm khốc như hắn ta vậy. Tôi muốn bà ta phải nếm trải cảm giác đau đớn khi người mình yêu thương phải chia xa vĩnh viễn. Tôi muốn bà ta phải mất chồng, mất con, mất cháu, gia đình tan tác ly tan, thì như vậy tôi mới hả dạ. À mà cô Xuyến, còn chuyện thay ta lo hậu sự cho Hồng Liên, cô đã làm chưa? Dạ rồi thưa bà, tôi đã bỏ bạn, thuê người đem cô ta về quê an táng. Hồng Liên, ta sẽ không để cho cái chết của cô phải chết tức tưởi như vậy đâu. Cuộc sống khôn thác thiên thì hãy về đây chứng giám. Ngày tàn của kẻ thù chúng ta đã điểm rồi. Ủa, bà đi đâu về vậy bà? Có chuyện gì mà ngó bà có vẻ tức giận quá vậy? Có người ỷ được giao quyền cai quản cái nhà này dám lên giọng với tao, không tức làm sao được chứ. Bà nói bà ba đó hả? Bà đã làm gì mà khiến cho bà tức tối như vậy? Bà dám giành quyền chăm sóc ông với tao. Ủa, ông nằm bệnh một chỗ, bà ba bà dành chăm sóc ông thì bà đỡ chứ sao? Tao mà nghĩ đơn giản như mày thì bây giờ tao dưới bếp làm tôi mọi rồi, đồ ngu. Được chăm sóc cận kề ông thì tao mới có dịp tỉ tê để ông viết chút thư theo ý tao chứ. Không may ông ngẩn trước khi viết
thì công sức của tao bỏ ra bấy lâu nay đổ sông đổ biển hết sao? Lúc rối ren vậy mà bà còn nghĩ ra chuyện di chúc nữa hả? Không nghĩ lúc này thì nghĩ lúc nào hả? Mày đúng là nông cạn. Khi ông vừa ngã quỵ là tao đã nghĩ ngay tới đó rồi. Rủi ông có bề gì thì cái nhà này sẽ loạn lên và tranh giành gia sản. Tao là thân phận bà Năm nhỏ nhất nhà, chắc chắn bị chia phần ít hơn mấy bả chứ sao. Tranh thủ lúc này lúc ông còn sáng suốt, tao muốn cận kề bên cạnh để lấy lòng ông, đặng ông để lại cho mẹ con tao phần gia tài lớn hơn. Mày hiểu không? Ừ, bà thiệt là thông minh, chuyện vậy mà bà cũng nghĩ ra nữa. Mày khen tao thông minh chẳng khác nào khen đường ngọt. Tao mà không thông minh thì chắc bây giờ tao giống bà Tư rồi. Tao không bao giờ muốn mọi thứ an bài theo số phận. Tao muốn mọi thứ phải do tao quyết định. Con ngưỡng mộ bà quá à. Ngặt nổi, bà ba đang cản chân tao, không cho tao thực hiện kế hoạch đó kìa, nên tao mới nổi điên lên đây nè. Vậy không lẽ bà ba cũng có ý giống như bà sao? Tao không biết. Trước giờ mình bỏ lơ, không đề phòng bả. Nhưng từ bây giờ, mày thấy bà ta ra khỏi cổng thì lập tức báo cho tao biết, nghe chưa? Dạ, con hiểu rồi thưa bà. Ra ngoài làm việc đi. Dạ. Thăng trầm từng tiếng cãi à, người thương trong mộng à, đời đây mai đó vui buồn thế gian. Trần gian bao số phận hồng nhan, êm ấm lụa đào, trần gian như cánh hoa thương. Gió lại em bệnh như vậy chị thấy cũng hay, vậy đỡ phải thấy cảnh trái tài gai mắt. Ông vừa mới ngã bệnh thì tụi nó hả đã giành quyền nuôi ông, giành quyền chăm sóc ông liền. Mà nói thiệt với em, thiệt sự chị không tin tụi nó thương ông đến như vậy. Đẹp không? Chắc chắn là đứa nào cũng có ý đồ riêng của nó. Nhìn em vậy chị thấy tội quá. Em mà nhìn thấy cái cảnh cả hai đứa nó đều có mưu đồ riêng, em mà thấy cái cảnh đó thì em cũng nản y như chị đó em Tư à. Bây giờ hai tụi nó đâu có coi chị hai chị cả ra gì đâu. Không biết lỡ ông có bề gì thì tụi nó leo lên đầu lên cổ tụi mình tới đâu nữa. Chị hát đi chị, hát cho em đi chị. Đi, hát vui lắm á. Hát đi chị. Bao mùa xuân đến đông tàn, là bao nhiêu nỗi ê chề. Hát đi chị. Em mang giọt sầu rơi trong bóng đêm u mờ, em thở đời mình nhẹ hồn như tơ. Hát đi chị, hát đi chị. Là tại tôi, tại tôi mà. Nếu như mà tôi không chọc tức ông thì ông đâu có giận dữ tới mức té ngã như vậy. Phải chi
Lúc đó tôi biết kiềm chế hơn. Thì bây giờ ông đâu có phát bệnh như vậy, và ông đã có thể giúp thằng hai rồi. Trời ơi là trời, tại sao tôi lại ngu dại như vậy không biết nữa. Tất cả là tại tôi mà cô Xuyên ơi. Bà ơi, bà đừng có trách mình nữa. Bà cứ vậy hoài thì làm sao bà lo cho ông, lo cho cậu hai được. Là do tôi hết. Nếu như mà cả hai cha con đều gặp chuyện chẳng lành thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Chỉ vì do tôi nóng ruột muốn cứu thằng hai cho nên mới nặng lời với ông như vậy. Bà đã gặp cậu hai chưa bà? Tôi có gặp ở trên chùa. Nhưng mà nhìn bộ dạng của nó nhếch nhác, thảm thương lắm cô ơi. Vậy bây giờ cậu hai vẫn đang trốn tránh hả bà? Sao bà không giúp cậu hai? Tôi giúp nó bằng cách nào bây giờ? Làm sao mà tôi dám đưa nó về đây? Đưa về chẳng khác nào dâng nó cho quan. Tôi đã năn nỉ ông giúp, nhưng mà nhất định ông không chịu, cho nên tôi mới nổi nóng như vậy đó. Rốt cuộc thì vừa không giúp được con mà còn vừa phải nhìn chồng mình nằm một chỗ. Có lẽ tôi đang bị quả báo. Mình thấy trong người sao rồi? Mình nhanh khỏe nha, chứ mình còn bệnh ngày nào em và con lo cho mình ngày đó. Tôi cũng đỡ nhiều rồi. Chỉ còn hơi chóng mặt nên không thể ngồi dậy được. Dạ, vậy mình cứ nằm im đi, đừng có ngồi dậy nha. Rủi có chuyện gì là khổ nữa. Mình phải mau khỏe, nghe mình, để còn đón con chào đời nữa, rồi ăn mừng đầy tháng, rồi thôi nôi của con nữa. Nghe mình nói, tôi cũng nôn tới ngày đó ghê. Mình yên tâm đi, số của tôi chưa có chết liền đâu. Tôi sẽ khỏe lên, tôi sẽ làm tiệc đầy tháng, thôi nôi cho con thiệt lớn. Con của mình chắc chắn sẽ là một quý tử khôi ngô tuấn tú, và nó sẽ làm vẻ vang dòng họ này, chứ không có tệ như cái thằng kia đâu. Em cũng nghĩ như vậy đó mình. Ngày nào mà nhớ mình quá, em cũng thường tỉ tê tâm sự với con, thấy nó trồi đạp dữ lắm. Chắc là nó cũng nhớ mình giống như em vậy đó. Nè, mình coi đi. Tiếc là em không có được hầu hạ chăm sóc cho mình mỗi ngày, chứ không á là mình sẽ mau hồi phục hơn nữa đó. À, hay là mình có muốn qua phòng em để cho em chăm sóc, như vậy thì mình sẽ được gần con hơn. Mình thích thì cứ lên tiếng đi, em sẽ nói với chị ba nha mình.
Thôi, tôi ở đây cũng được rồi, chuyện tới chuyện lui chi cho nó phiền. Dạ, thì thôi, tùy mình vậy. Tại em nghĩ em đã quen hầu hạ mình rồi, nên em làm sẽ tốt hơn chị ba. Nhưng bây giờ vậy nè, chị bỏ đi đâu mất tiêu à, để cho mình nằm một mình như vậy. Mình có muốn ăn gì, uống gì cũng đâu có ai lo cho mình đâu. À, bây giờ mình có muốn ăn gì không? Để em đi lấy cho mình nha. Không, tôi chỉ muốn ngồi dậy cho khỏe mà thôi. Mình đỡ tôi dậy nghe. Dạ. Cái gì vậy nè? Dạ. Trời ơi, sao mình lại ngồi dậy? Lỡ bị chóng mặt té ngã rồi làm sao? Không sao, không sao. Tôi thấy nóng lưng quá, tôi mới kêu em Năm đỡ dậy cho mát cái lưng thôi mà. Không được, thầy thuốc đã đặc biệt dặn mình không được cử động đột ngột. Nghe lời tôi, mình nằm xuống đi nha. Em Năm tránh qua một bên đi. Từ từ thôi mình. Mình phải nghe lời em, nghe lời thầy thuốc. Thầy thuốc đã dặn kỹ rồi. Thời gian này mình không có được ngồi dậy hay là đứng dậy đột ngột. Rủi mình bị té thì có phải phí công sức mình nghỉ ngơi tẩm bổ bữa giờ không? Mình ngoan đi nha, để em quạt lưng cho mình mát nha. Mình thấy cái lưng mình đỡ nóng chưa mình? À, cũng đỡ nóng rồi. Còn em Năm, em đứng chàng ràng ở đây làm chi vậy? Ra ngoài cho phòng thoáng đi. Mình nè, mai mốt có chuyện gì mình cứ sai biểu em, đừng có phiền người khác nha mình. Tại vì hồi nãy mình đi ra ngoài, sẵn tiện em Năm vào thăm nên tôi mới nhờ. Em Năm, chị có chuyện muốn nói với em. Sau này em có muốn vô thăm ông thì nên có giờ có giấc một chút, đừng có làm phiền ông nghỉ ngơi. Với lại em cũng đừng tự ý đỡ ông ngồi dậy như vậy, lỡ ông ngã sấp ảnh hưởng tới bệnh bên trong thì sao? Chị ba à, em đâu có đến nỗi là người vô ý vô tứ như vậy. Tại ông nhờ thì em làm, chứ sao em dám từ chối. Chị biết, nhưng không thể nào chiều ông trong lúc này. Em không nhớ thầy thuốc đã dặn đi dặn lại như vậy rồi hay sao? Thôi được rồi, lần sau em sẽ không đỡ ông ngồi dậy khi chưa được chị cho phép. Mà chị ba à, em cũng đâu có tính vô phòng chị làm gì đâu. Tại chị bỏ đi rồi ông gọi không có ai lên tiếng nên em mới vào thôi. Mà chị ba nè, mình để ông nằm trong phòng ngoài như vậy cũng đâu có tốt đâu. Thỉnh thoảng chị cũng phải cho ông vận động tay chân, đưa ông ra ngoài cho thư giãn gân cốt chứ. Chị biết như thế nào là tốt cho ông mà. Em không cần phải lo lắng thái quá như vậy. Từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của chị thì em cũng không nên vào. Sức khỏe của ông là hệ trọng,
không thể để Sơ xảy ra chuyện gì được. Em hiểu không? Cô Xuyến, dạ. Nãy giờ làm gì vậy? Cô đi đâu mà không chịu canh chừng ông? Để cho ai muốn đi ra đi vô làm gì ông cũng được. Thưa bà, tôi xuống bếp sắc thuốc cho ông. Tôi mới vừa sắc thuốc xong đây. Nhanh mang vào cho ông đi. Dạ. À nè. Dạ. Mai mốt khi nào có tôi ở trong phòng thì cô mới được đi sắc thuốc. Đừng bao giờ bỏ ông một mình trong phòng không ai trông nom. Rủi ông cần gì, muốn gì, không ai sai bảo thì phiền lắm. Dạ, thưa bà, tôi hiểu rồi. Vô nhanh đi. Dạ. Ông ấy sao rồi? Công nhận loại thuốc này mạnh thiệt. Ông ta mới uống xong đã ngủ ngay, không biết trời trăng gì hết. Tốt lắm. Cô cứ cho ông ấy uống đều đặn, một ngày 3 lần. Từ từ thuốc sẽ ngấm vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho đầu óc ông ta trở nên lú lẫn, tứ chi bại hoại. Mà cô phải nhớ là tự tay cô nấu thuốc, không cho bất cứ một ai được động vào, để tránh sơ hở, nghe không? Dạ, tôi biết rồi bà. Cô cũng không được trai vào phòng khi không có mặt tôi. Khi nãy bà Năm vào đây, chắc là muốn tỉ tê gì đó với ông. Sau này cô nên cẩn thận với cô ta. Tội lỗi của cô ta, tôi và cô là người biết rõ nhất. Chúng ta chưa vạch mặt cô ta là vì thấy chưa tới lúc thôi. Vậy mà bây giờ cô ta có vẻ như muốn chống đối lại tôi. Kể từ bây giờ, hễ thấy cô ta làm gì đáng nghi ngờ thì cô phải báo lại cho tôi liền. Dạ, tôi nhớ rồi. Mà bà cả đã gặp cậu Hai rồi đó bà. Lúc nãy bà tâm sự với tôi vậy đó. Nhìn bà buồn bã tiều tụy, tôi thấy tội nghiệp ghê. Nhưng mà bây giờ cậu Hai trốn ở nơi nào tôi cũng không biết nữa. Thôi được rồi, cô đi lo công chuyện của cô đi. Tôi xin phép. Cái khổ của bà ta làm sao so bằng cái khổ của tôi ngày trước chứ. Bà vẫn còn có chồng, có con, chỉ là không được như ý mà thôi. Tôi muốn bà phải sống xa rời nó vĩnh viễn, như tôi đã từng nếm trải, để bà biết được cái khổ của sự mất mát mà tôi phải hứng chịu khi chia ly là như thế nào. Bà cứ giữ ngọn lửa hy vọng đi. Tôi sẽ giúp bà dập tắt nó nhanh thôi. Em Tư, là chị Hai đây. Chị là người tốt, em đừng có sợ. Con dậu, tức là bà Năm, nó mới là người xấu. Em phải nhớ kỹ nghe không? Con dậu là người đã hại em ra nông nổi như vậy. Chính nó là kẻ thù không đội trời chung của em. Con dậu? Ừ. Bà Năm? Đúng rồi. Nè, bây giờ em nhớ cứ nói theo lời chị. Giỏi. Chị sẽ cho em ăn bánh ngon nghe. Bánh, bánh. Khoan, nè. Em nhớ là phải nói y như lời của chị dặn thì mới được ăn bánh ngon nghe chưa. Bây giờ em nói theo chị nghe. Con dậu là bà Năm, là kẻ xấu. Xấu, xấu, xấu.
Đúng rồi, em ngoan lắm. Há miệng chị đút bánh cho ăn. Có ngon không? Em giỏi lắm. Cứ việc nói theo chị thì sau này em sẽ được ăn bánh ngon mỗi ngày, chịu không? Nói, bây giờ em nói cho chị nè. Con dậu là kẻ xấu. Con dậu. Đúng rồi. Con dậu là kẻ xấu. Là kẻ xấu. Xấu. Đúng rồi. Kẻ xấu. Giỏi quá. Nè. Đó. Nói đúng như vậy thì sau này mới được cho ăn nghe. Bây giờ em nói lại lần nữa cho chị hai nghe coi. Con dậu là kẻ xấu. Con dậu là kẻ xấu. Đúng rồi. Con dậu là kẻ xấu. Con dậu là kẻ xấu. Con dậu là kẻ xấu. Mày làm cái gì đó? Tại sao mày đụng vô siêu thuốc của tao? Thì tôi thấy nó sôi, sắp cạn luôn rồi. Tôi muốn nhát xuống đây nấu canh thôi. Còn thiếu gì bếp? Tại sao mày không nấu? Mà mày dành cái bếp này mày nấu? Thuốc này là của ông. Mày đụng vô lỡ có chuyện gì mày có chịu trách nhiệm được không? Tôi biết rồi. Cái bà này càng già càng khó tánh. Nấu có siêu thuốc thôi à, làm gì thấy ghê vậy? Hey, không phải á, một mình mày bị ba hù cho hết hồn đâu. Còn bữa hả, ba đang nấu thuốc, tao xuất hiện thình lình. Ba quay qua, ba nhìn thấy tao, ba la làng, ba la quá trời la luôn. Ba làm như là ba đang làm chuyện gì xấu, gặp người ta bắt tại trận, bắt quả tang ba hay sao đó. Lạ thiệt, bà nấu thuốc thôi mà làm như bà luyện tiên đan không bằng. Ghê không? Chắc chắn có gì mờ ám ở đây. Chứ nấu thuốc mắc gì phải lén lút, phải căng thẳng như vậy. Có tật thì mới giật mình. Nè, ngày mai mày lén lấy gói thuốc cho tao đi. Tao sẽ có cách tìm ra bí mật của bà. Dễ gì mà bả cho con đụng vô mà lấy. Ông xỉu nói á, bà ta cố giấu biệt chỗ thuốc đó, không biết hình tròn méo thế nào, sao lấy được bà. Vậy thì đợi bà nấu xong rồi mày lấy bả thuốc cũng được. Bả thuốc đó cũng biến mất tiêu luôn á bà. Hôm bữa con cũng có để ý, tìm thử mà không thấy. Quái lạ thiệt chứ. Thuốc cho ông uống thì có gì mà giấu giếm dữ vậy. Nhưng mà bà ta càng giấu thì tao càng tin là bà ta có mưu đồ gì đó. Tao mà tìm ra đó là chuyện gì thì bà Xuyến chết chắc. Chị cả ơi, chị ngủ chưa? Em vô được không chị? Gì đó em ba? Em ngồi đi. Dạ. Chị cả, bộ chị bệnh hay sao mà nhìn sắc mặt chị kém vậy? Có phải là chị đang lo cho chuyện của Phú Túc không? Còn dại cái mang, nó thành ra như thế này là lỗi do chị. Chị không lo không được em à. Nhưng mà chị cứ ngồi đây lo lắng hoang mang cũng đâu có được gì đâu. Mất công sanh tâm bệnh nữa. Vừa không giúp được con, lại vừa rước họa vào thân nữa. Chứ chị biết làm gì bây giờ? Nếu như mà chị nghĩ ra cách cứu nó thì chị đâu có ngồi rầu rĩ như vậy.
Em thấy hiện nay quan quân đang ráo riết truy lùng Phú Túc, nên chẳng chóng thì chạy, thế nào cũng sẽ bắt được nó thôi. Vì vậy nếu gặp nó, chị nên khuyên Phú Túc ra đầu thú đi. Nó chỉ là ngộ sát thôi, thêm việc nó ra đầu thú nữa thì nó sẽ được giảm nhẹ tội hơn. Chứ nó cứ trốn tránh như vậy hoài cũng đâu phải là cách hay. Sao em nói giống y hệt ông? Bây giờ nó sống chết ra sao chị còn không biết, thì lấy gì mà khuyên với nhủ? Với lại chị không nỡ nhìn nó bị giam cầm trong ngục tối em mà. Trước mắt chị nói Phú Túc cứ để chấp nhận bị tạm giam đi, đợi cho dân tình lắng xuống thì mình có thể bỏ tiền ra đút lót cho quan trên để làm lệnh án, hoặc tìm người thế mạng, như vậy cũng được mà chị. Chứ chị nhắm Phú Túc có thể trốn được tới bao giờ? Chưa kể tội phạm mà bỏ trốn rất dễ bị tăng án phạt, không chừng đến cả con của nó sắp ra đời cũng không thể nào thấy được mặt cha. Chị đã nói là không biết nó đang ở đâu mà, làm sao mà khuyên được. Thôi em về đi, hôm khác rồi mình bàn tiếp. Bây giờ chị thấy đau đầu quá. Vậy thôi, em xin phép về phòng. Chị nghỉ ngơi nha chị. Ông dậy đi ông. Ông ơi, ông dậy đi mà. Ông ơi. Ông uống thuốc gì mà ngủ chưa vậy? Ông ơi dậy đi ông. Ông. Có cái tin này má muốn nói với con, nhưng mà chớ có la nghe chưa, ai mà nghe được thì rầy rà lắm. Má đã gặp được chồng của con rồi, nhìn nó đói rách tội nghiệp lắm con à. Trời, thiệt hả má? Vậy bây giờ anh đang ở đâu hả má? Má cho con biết chỗ được không? Nó đang trốn ở một nơi bí mật, má cũng chưa có tới chỗ đó nữa. Hôm trước chỉ gặp nhau ở chùa có chút xíu à, rồi nó đi liền. Vậy bây giờ má tính sao? Lần trước má có hẹn gặp nó vào 5 ngày nữa, rồi má định đưa cho nó một số bạc rồi biểu nó trốn đi thiệt xa. Giờ má chỉ lo được vậy thôi, chứ má cũng không thể tính xa hơn được nữa. Khắp nơi đều có bố cáo truy nã nó. Nó ở đây càng lâu thì càng nguy hiểm con à. Má ơi, má cho con theo với nhà má, con muốn gặp chồng con lắm. Không được, nó đang là trọng phạm của triều đình, nên con mà đi thì chắc chắn cũng sẽ bị quan quân theo dõi. Mà lỡ họ đi theo con rồi phát hiện ra Phú Túc thì sao? Má ơi, con đang bầu bì như vậy đi nguy hiểm lắm. Má ơi,
Không sao đâu má, con sẽ thật cẩn trọng, dòm trước ngó sau mà má. Má, cho con gặp ảnh đi má. Con của con, nó cũng cần phải gặp cha mà. Má, con năn nỉ mà má. Nghe má. Nãy vừa đó chị. Mới đẹp lắm nè. Vừa nãy còn được lắm nha. Cô thích màu nào? Chị lấy màu này. Chị vừa. Mấy màu này đẹp lắm nè cô. Dạ dạ cảm ơn cô nha. Để chị bán đây hả? Rồi đem lấy chị có rau nè. Ông anh mua giải đi ông anh. Mấy cái sắp này là mới không nè. Đó cái màu xanh này đẹp nè. Bích Khê. Dạ thưa má ba. Sao con không ở nhà nghỉ ngơi mà con đi đâu vậy? Dạ con đi ra chợ mua một ít đồ thôi mà má. Con đang có thai lớn, cần gì á, tại sao không sai gia nhân nó đi mua giùm cho? Rủi ra chợ đông người, bị xô lấn chen đẩy, lỡ có chuyện gì là mệt đó. Dạ má ba đừng có lo, con cũng cẩn thận nhìn đường lắm, cho nên không có sao đâu. Với lại con thích tự đi để lựa chọn cho vừa ý đó mà, chứ nhờ người mua giùm không đúng ý rồi lại mất công ra đổi lại phiền phức lắm. Dạ thôi con xin phép má ba, con đi vô trong nha. Dạ má ba, cũng trễ rồi, má ba qua kiếm con có chuyện gì không? Không, má ba có sai tụi nhỏ nấu cho con chén sâm, con uống cho khỏe. Dạ má ba cứ để đó đi, chút nữa con sẽ uống sau. Bích Khê. Dạ. Má ba hỏi thiệt, bộ con có gì giống má ba đúng không? Dạ đâu có. Có phải con biết chồng con đang ở đâu đúng không? Dạ không có. Nếu như mà con có biết á thì con đã báo cho mọi người hay rồi. Chứ hồi nãy con soạn đồ cho ai vậy? Nếu như má ba nhìn không lầm thì có vài vật dụng của đàn ông. Con mau nói thiệt đi. Bích Khê, con nhìn vô mắt má ba nè. Nhìn con lúng ta lúng túng như vậy, má biết ngay là con nói xạo. Con từ nào giờ có biết gạt ai đâu hả Bích Khê? Má là người trong nhà mà con cũng không tin hay sao? Chẳng lẽ con nghĩ má sẽ đi báo quan để bắt chồng con? Má chỉ muốn biết thằng Phú Túc ở đâu để mà giúp nó thôi. Dạ con nói thiệt là con cũng không biết anh đang ở đâu nữa. Nhưng mà má ba, Ngày mai má của con có hẹn anh ở chùa đó má. Em Tư nè. Em có biết đây là ai không? Là con dậu đó, nhớ chưa? Đây là con dậu. Nói lại chị nghe coi.
Con dậu. Bánh. Nói đi rồi chỉ cho ăn. Ngoan nè. Con dậu. Con dậu. Đúng rồi. Là người xấu. Ăn bánh. Nói đi rồi chỉ cho ăn. Ăn bánh. Ừ? Nói theo chị nè. Con dậu là người xấu. Nói đi. Con dậu. Là người xấu. Là người xấu. Đúng rồi. Nè, nó là kẻ thù của em. Em biết chưa? Phải nhớ nó là người xấu thì chị mới cho em ăn bánh. Ăn bánh. Con dậu, nó là người đã hại em, trở nên thân tàn ma dại như vậy. Em phải thù nó, nghe không? Bây giờ em nhìn chị nè. Ai đây? Con dậu. Đúng rồi, sao nữa? Ăn bánh. Ăn hoài. Tối ngày chỉ biết ăn thôi à. Chán dễ sợ. Vậy hoài mà cũng không nhớ nữa. Nói lại coi, đây là ai? Muốn ăn bánh à? Sao tối ngày mày chỉ biết ăn hoài vậy? Không có ăn uống gì hết trơn á. Nè, khi nào nói đúng tao mới cho mày ăn, nghe chưa? Còn không á, lãng đòn với tao. Không, không ăn rồi đâu. Vậy bây giờ nói đi. Ai đây? Ăn rồi không có ngon, ăn bánh mới ngon. Ăn hoài. Ăn hả mày? Ngu nè. Nói. Ai đây? Con dậu. Sao nữa? Là người xấu. Giỏi. Giỏi như vậy chị cho ăn bánh. Ăn đi. Mày nói là đêm nào bà hai cũng vô phòng con mụ điên dạy mấy câu chửi tao hả? Dạ. Rồi còn gì nữa không? Dạ. Sau đó thì con nghe tiếng roi quất, tiếng bà hai cằn nhằn, rồi bà Tư khóc lóc đòi ăn bánh nữa. Con ráng áp sát tay vào cửa, nhưng con cũng chẳng biết là bà hai làm cái trò gì nữa. Con thấy nó cứ kỳ kỳ sao á, không biết á là bà đang tính kế gì nữa đây. Bả thì làm gì nghĩ được kế nào cho ra hồn mà mày lo. Bao nhiêu lần rồi, chứ có phải lần này đâu. Cứ hại tao là bả lãnh đủ à. Nhưng không biết lần này có phải bả nhắm vô tao hay là ai khác nữa. Con nghe là bả toàn nhắm vô bà không à. Nếu mà không nhắm vô bà thì nhắm vô ai? Mày ăn nói có duyên quá ha. Mà thôi, bả nhắm vô ai á thì tới đó rồi sẽ biết. Mày á theo sát bả cho tao, tới đâu hay tới đó. Sao mày không đấm nữa? Dạ. Cái này bà lấy ở đâu ra vậy? Đó là thuốc trị bệnh gì vậy thưa thầy? Nó không phải là thuốc trị bệnh, mà nó là thuốc độc. Hả? Thuốc này á, uống vô không chết liền, mà nó sẽ ngấm từ từ, khiến cho cơ thể người ta yếu dần. Cụ thể là sao vậy thầy? Nó khiến cho trí óc bị lú lẫn, tứ chi á, bại hoại hết, cơ thể thì suy kiệt, rồi dẫn cho tới bại liệt luôn đó bà. Vấn đề bây giờ là phải xác định được ai là người cho ông uống thuốc. Khả năng là bà Xuyến rất cao, vì bà ấy còn thù hận ông. Nhưng nếu bà Xuyến làm, tại sao bà ba lại không biết? Nhưng nếu bà ba biết, hóa ra bà ba là chủ mưu à. Nhưng bà ba giết ông
thì bà ba đâu có được gì đâu. Thiệt là khó hiểu. Ông chết thì toàn bộ tài sản cũng đã có thuộc về bả. Chết rồi, hay là trong tay của bả có chút thư con để lại toàn bộ tài sản cho bả. Ba ơi. Em Năm em hả? Chào chị ba. Em vào thăm ông chút xíu. Em thăm chút xíu là em ra liền à. Chị yên tâm đi nha. Em Năm à, ông đã ngủ từ sớm rồi. Lúc này ông ngủ nhiều lắm, chắc là ông mệt nên cần ngủ để lấy lại sức. Nhìn ông thấy thương quá chị ba. Mới có vài ngày mà sắc diện của ông tệ quá. Hay là mình đổi thầy Lan khác coi có khá hơn không nha chị. Thầy Lan này là giỏi nhất dùng rồi đó em Năm à. Có lẽ là do trời tối với lại ánh đèn hắt xuống nên em nhìn thấy vậy thôi. Chứ chị nhìn thấy ông vẫn bình thường mà, đâu có tệ giống em nói đâu. Dạ chắc là vậy đó chị ba. Hay là mình không đổi thầy, nhưng mà mình nhờ thầy đổi thuốc khác được không chị? Không cần đâu, cơ thể ông vẫn đang tiếp nhận thuốc rất là tốt mà. Đổi thuốc làm chi cho rắc rối. Hằng ngày chị vẫn theo dõi sát sao. Ông mà có gì là chị biết liền, nên em cứ yên tâm. Mà thôi, trời cũng khuya rồi, em mau về ngủ đi nha. Chị ba. Ngày mai sáng sớm em qua thăm ông cũng được. Em về ngủ dạ, đi. Chị. Má, con chuẩn bị xong chưa? Dạ, xong hết rồi má. Vậy thì mình đi con. Dạ. Nè. Dạ. Nhớ, đừng có căng thẳng quá, dễ bị người khác chú ý lắm. Con cứ đi sát bên má. Con ra đường á, gặp ai hỏi gì thì cứ để má ứng phó. Con á, nào giờ không biết nói xạo nên dễ bị người ta bắt thóp lắm. Dạ, con nhớ rồi má. Đi. Dạ. Phú Túc à. Tới chưa má? Phú Túc. Phú Túc. Má với vợ con tới nè. Con ra đi Phú Túc. Phú Túc. Mình. Không có má. Ai đâu mình. 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 Mình mới tới hả mình? Trời ơi, sao mà mình tiều tụy quá vậy? Mình. Sao mình ra nông nổi này? Rồi mấy nay mình ở đâu? Mình có ngủ nghe được không? Mình ăn uống được không? Con với em nhớ mình dữ lắm. Trời ơi, con, hôm nay con ốm quá rồi. Chắc mấy nay con ăn uống kham khổ lắm phải không con? Thôi, hai người đừng bù lu bù loa như vậy nữa. Người ta để ý bây giờ. Nhưng má nhìn con như vậy, má không cầm được nước mắt con ơi. Má, má có đem theo ít dạ. bạc rồi đồ dùng nữa. Nè nè, ở trong giỏ nè con. Đây nè mình. Con. Nè. Con nhớ. Nhớ tìm chỗ. Tìm chỗ nào trốn thiệt kỹ an toàn nghe không? Dạ. Má, má có nói chuyện với cha giúp con trốn thoát chưa? Ủa sao vậy má? Bộ có chuyện gì rồi hả má? Má mau nói đi. Thì mấy nay
Cha con không được khỏe. Má nói vậy là cha không chịu giúp con đúng không? Không phải. Phu Túc à. Không lẽ nào cha vẫn còn giận con hả má? Con là con ruột của ông mà. Con đừng nói như vậy. Sao ông vẫn nhìn con vô chỗ chết mà ông không chịu cứu chứ? Con bình tĩnh lại đi. Tại sao lại không chịu cứu con vậy má? Nghe má nói nè. Đừng nói như vậy. Con đừng có hỏi nhiều làm má rối mà. Con à, giờ con phải lo tìm chỗ trốn. Còn chuyện đó để má về má nói chuyện với cha con sao? Nghe lời má, con lo trốn đi. Nhớ là đừng có con chạy đi. Trời ơi, Mình ơi thưa quan lớn, chắc ngài cũng biết Trịnh Phú Túc, tội phạm truy nã của triều đình, là con trai của tôi chứ. Nói thiệt là tôi rất xấu hổ vì hành vi của con mình, nên rất muốn nó ra đầu thú để hưởng sự ân xá của hình luật triều đình. Nhưng ngặt nổi Phú Túc nó còn nông nổi quá, cứ trốn tránh hoài, làm tôi phải tới đây để nhờ cậy ngài giúp đỡ. Vậy bà biết hắn đang ở đâu hay sao? Nếu bà biết mà không tố giác thì sẽ mang tội tòng phạm. Và ta đành phải theo luật mà xử tội, không thể nể tình Trịnh gia được nữa. Dạ, tôi biết thưa huyện quan. Vậy nên tôi mới tới đây tìm ngài. Tôi rất muốn giúp Phú Túc nhìn ra lỗi lầm của mình, để nó còn sửa sai, không xa chân vào tội ác nữa. Ngặt một nỗi má của nó lại thương con quá, cho nên cưng chiều mù quáng, lúc nào cũng muốn bao che cho con hết. Vì vậy tôi sẽ cho quan biết nơi Phú Túc xuất hiện, nhưng đổi lại ngài phải giữ kín bí mật này giùm tôi. Được, bà hãy cung cấp cho ta tất cả những gì mà bà biết. Ta hứa rằng sẽ không tiết lộ danh tính của bà. Mình ơi mình ráng tỉnh lại đi. Mình nghe tôi nói nè. Mình phải ráng tỉnh lại để ra khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt. Họ đang hạ độc cho tứ chi mình bại liệt luôn đó. Mình ơi, mình có nghe tôi nói gì không? Mình mau tỉnh lại đi, đừng uống thuốc nữa nghe mình. Ông ơi, ông uống thuốc nha. Uống đi ông. Uống đi. Ủa,
chuyện gì vậy chị cả? Còn Bích Khê, con bị sao vậy con? Trời ơi, hai mẹ con bị gì mà khóc sướt mướt vậy nè? Thật phụ túc, nó bị áp giải về nha môn rồi. Trời đất ơi, thiệt vậy hả chị? Nhưng sao chị biết? Bữa giờ chị đâu có tin tức gì về nó đâu. Em bà, thiệt ra chị đã gặp phụ túc mấy ngày trước. Hôm nay mẹ con chị hẹn gặp nhau để đưa cho nó ít bạc. Ai dè đâu, nó chưa kịp bỏ đi thì lính ấp tới giải nó về nhà môn rồi. Trời ơi, em ba ơi, bây giờ chị phải làm sao? Chị phải làm sao để cứu nó ra hả em? Nó bị giam trong ngục thì có khác gì là bị tử hình đâu chứ. Chị bình tĩnh đi chị cả. Từ đầu em đã khuyên mà chị không chịu nghe em. Nếu như nó chịu ra đầu thú từ hôm trước thì em sẽ dễ xin với quan trên hơn. Còn bây giờ thì hơi khó đó chị. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Để em lên nha môn coi tình hình sao rồi mới tính được. Nhưng trước mắt em sẽ lo lót cho quan trên, để thằng hai không bị nhục hình tra khảo hay bị bỏ đói bỏ khát. Sau đó mình sẽ tùy tình hình mà tìm cách lo cho nó thoát khỏi ngục tù. Em tính vậy được không chị cả? Cảm ơn em. Em ráng giúp nó nghe em ba. Chị ba, có chuyện này em muốn hỏi chị một chút. Thuốc ông đang uống mỗi ngày là thuốc gì? Do ai bóc vậy chị? Sao hôm nay em lại quan tâm đến thuốc của ông vậy? Thuốc này là của thầy Lan hôm trước tới chẩn bệnh cho ông đó. Em cũng hay khám bệnh cho ổng mà. Thầy đó rất giỏi và uy tín, nên thầy cho thuốc gì thì dùng thuốc đó thôi. Với lại chị cũng không rành về thuốc như thầy mà biết bên trong có cái gì đâu. Nhưng mà sao hôm nay em lại hỏi như vậy? Bộ có chuyện gì hả? Em không có nghi ngờ gì thầy. Em cũng nghĩ thuốc do thầy bóc chắc là tốt. Sao em thấy ông càng uống ông càng mệt mỏi lừ đừ, nên em có chút nghi ngờ. Chắc là có kẻ nào đó đã bỏ cái chi vô đó. Em Năm, em nói vậy là em nghi ngờ cô Xuyến hả? Tại vì chuyện nấu thuốc chị giao hẳn cho cô Xuyến mà. Em cũng chưa chắc chuyện đó, nhưng có chuyện này em muốn chị biết. Em đã lấy được ít bã thuốc như trong chén và nhờ một thầy thuốc kiểm nghiệm thì phát hiện ra trong đó có chất độc. Chất độc này không giết ông chết liền, nhưng lâu dần nó sẽ tích tụ, khiến đầu óc của ông trở nên lú lẫn, cơ thể suy kiệt rồi bại liệt luôn. Trời đất ơi, em nói cái gì? Em nói cái gì mà nghe ghê quá vậy? Nhưng mà điều đó có chắc không em? Chứ không có mà nghi ngờ người ta như vậy là ác lắm đó. Em cũng nghĩ như chị, nên mới nhờ thêm một thầy kiểm tra lại, và kết quả cũng y như vậy. Trời đất ơi, ai mà ác dữ vậy? Tại sao lại đầu độc ông chứ? Em thì nghi ngờ bà Xuyến làm việc này, vì ngoài bà ta ra không có ai đụng tới siêu thuốc của ông hết. Bà cũng là người đem thuốc từ bếp vào phòng cho ông, nên kẻ khác sẽ không có cơ hội bỏ thêm thứ gì vào đó. Chị không tin đâu. Cô Xuyến là người bà con của chị cả, cổ cũng đã ở đây mấy chục năm rồi, hoàn toàn không có điều tiếng gì, cũng không hề làm chuyện gì lầm lỗi. Tại sao lại làm chuyện thất nhân ác đức như vậy đối với ông chứ? Có thể là bà ta có mối thâm thù nào đó với ông thì sao? Em nói có mối thâm thù là sao? À, không.
Em chỉ giả sử như vậy thôi à. Mà nếu hôm nay em không nói thì chị sẽ không nghi ngờ gì bả hết hả? Thiệt là chị không nghi ngờ gì cổ hết. Chị đã mời thầy Lan giỏi nhất để cho ông uống thuốc tốt nhất, rồi nhờ người thân tín nhất trong nhà nấu nữa, thì làm sao mà nghi ngờ được chứ. Đến bây giờ nghe tin này mà trong tai của chị vẫn còn lùng bùng đây nè. Đầu óc thì choáng váng. Thực sự chuyện này rất là kinh khủng nếu đây là sự thật. Tuy là chị không biết gì, nhưng em nghĩ chị cũng góp một phần có lỗi đó chị ba. Cả nhà mình tin tưởng nhờ chị chăm sóc cho ông, vậy mà chị để cho ông bị người ta hại ngay trước mắt chị, mà chị không hay biết gì hết, làm sao thoát được hả chị ba? Chuyện này em tạm thời không nói với chị cả, nhưng mà chị mau chóng đổi người nấu thuốc cho ông đi nha, rồi mời thầy tới khám lại cho ông, coi có cách nào loại bỏ chất độc đó đi hay không. Khi nào tìm ra thủ phạm thật sự, lúc đó em sẽ báo cho mọi người biết luôn. Chị biết rồi, vậy phiền em giúp chị điều tra xem kẻ nào cả gan dám làm như vậy. Chị quyết sẽ bắt kẻ đó đền tội. Em chờ chị ra tay đó chị ba. Dù sao thì bây giờ chị cũng là người được ông giao cai quản cái nhà này. Nếu chị không truy xét cái chuyện này tới nơi tới chốn thì khó mà ăn nói với ông lắm á. Em cũng sẽ không buông tha và bỏ qua đâu. Nhất quyết sẽ truy cùng đuổi tận kẻ nào đứng sau lưng làm việc này. Em sẽ lôi nó ra, vạch mặt và trừng trị thích đáng. Chị biết rồi, cứ để chị lo nha. Chị ba thật sự vô can trong chuyện này hay sao? Cô hay lắm, còn dám đi kiểm tra lại thuốc. Cô làm bộ nói nghi ngờ cô xuyến này nọ, chứ thiệt ra là đang thăm dò tôi đúng không? Chuyện cái thai của cô tôi còn chưa động tới mà cô đã tìm cách lật tôi rồi. Để rồi coi ai mới là kẻ bị đá văng ra khỏi cửa. Con dậu đã bắt đầu nghi ngờ cô rồi đó. Ban nãy nó tra xét tôi cả buổi, may mà tôi còn bình tĩnh, không để lộ ra điều gì. Tuy nhiên ngó nó không có vẻ gì là tin tôi. Bà ơi, hay là mình lật bài ngửa luôn đi bà. Mình tới nói cho cổ biết về chuyện cái thai, coi cổ còn tìm cách thọc mạch cái chuyện này nữa hay không. Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng mà xét kỹ thì lúc này chưa phải là lúc vạch mặt nó. Bây giờ ở trong nhà vẫn còn nhiều mối nguy chưa diệt hết. Tôi muốn mượn tay nó để diệt bớt giùm mình. Vậy bây giờ bà tính sao? Vậy bây giờ cô nên tạm thời lánh mặt để khỏi phải phiền phức. Chuyện còn lại tôi sẽ có cách xử lý. Tôi biết nó sẽ truy tới cùng, cho tới khi nào nó giành được quyền chăm sóc ông thì thôi. Nhưng mà tôi đi đâu được bây giờ hả bà? Tôi đã sắp xếp một chỗ cho cô, cứ tạm ở đó một thời gian. Khi nào tôi thu xếp xong thì cô hãy quay về. Đêm nay đợi mọi người ngủ say, cô hãy đi đi. Nhớ là phải cẩn thận đó. Tôi biết rồi. Má mau cứu con ra khỏi nơi này đi má. Con không thể nào sống trong này một ngày nào nữa đâu. Trong này ngột ngạt hôi hám, tù túng lắm má. Con ráng chịu thêm ít ngày nữa đi. Con ráng chịu thêm ít ngày nữa mà bà nói sẽ lo lót cho con mau ra khỏi đây. Ít ngày là bao nhiêu ngày nữa hả má? Con muốn ra khỏi đây ngay lập tức. Má mau nghĩ cách cứu con đi má.
Con ơi, ba vẫn đang tìm cách đây. Con yên tâm đi, ba không lo cho con thì lo cho ai được nữa chứ. Trời ơi con tôi, sao hôm nay nhìn con phờ phạc quá vậy? Con không ngủ được hay sao hả con? Bình Khê à, dạ. Con ở đây với chồng con nha. Má ra, má cho mấy anh lính ít bạc, dạ. Để họ không làm khó dễ Phú Túc. Dạ. Mình ơi, mẹ con em nhớ mình lắm. Mình ráng chịu đựng thêm ít hôm nữa. Má ba hứa là má ba sẽ lo cho mình ra khỏi tù mà. Nha, nha mình. Tại sao phải nhờ má ba? Con già đâu? Tại sao ông không chịu giúp tôi? Mình ơi, bố tôi không phải là con trai của ông hay sao? Mình đừng có trách cha. Má không có nói gì vì sợ mình lo. Chứ hiện nay á, cha đang bệnh nặng dữ lắm, ngồi còn không nổi, làm sao mà giúp mình được. Bây giờ mọi quyền hành trong nhà đều thuộc về má ba, cho nên á, em với má làm gì cũng đều phải hỏi qua má ba hết. Thì ra là vậy sao? Nhưng mà má ba có thiệt lòng muốn giúp tôi hay không? Hay là má ba chỉ giả bộ hứa cho có thôi? Mình đừng có nói như vậy. Còn chút hy vọng nào á thì mình cứ hy vọng. Đừng có nghi ngờ lòng tốt của người ta mà mang tội nha mình. Với lại á, má ba nào giờ không có hiểm ác gian qua, mình cũng biết mà. Thôi, mình đừng có nói chuyện đó nữa. Mình coi nè, con nó lâu ngày không có hơi của mình, cho nên chắc là nó nhớ mình dữ lắm. Mình xoa con đi, mình xoa con đi nha mình. Trời ơi là trời, tới bây giờ mà còn lo cái đứa chưa có mặt trên đời nữa. Mình lo cho tôi trước đi nè. Tôi mới là đứa cần được lo đây nè. Trời ơi, mà không nghĩ cách cứu tôi đi mà. Trời, trời, má ơi, má ơi, trời, cứu con đi, má ơi, cứu con đi. Mình nói với cha cứu ta đi mà. Ai cho anh vậy? Ngồi xuống đây. Chị không có đánh nữa. Ngoan, chị cho ăn bánh nghe. Em ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đi. Bây giờ nghe theo lời của chị, mình làm lại nghe. Làm đúng rồi chị cho ăn bánh. Bánh ngon lắm. Ăn bánh. Vậy là em giỏi lắm. Bây giờ em làm lại một lần nữa cho chị coi nghe. Xong rồi chị cho em ăn bánh. Bánh rất ngon. Nhớ nha. Bà làm cái gì kỳ vậy ta? Chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao? Dạ, bà hai cứ lặp đi lặp lại câu đó, rồi tặng hắn, rồi lại cho bà Tư ăn bánh. Con nghe mà mắt lung bùng lỗ tai, chả hiểu gì hết. Chẳng lẽ bà hai đang dạy cho bà Tư cách ăn hay là uống nước gì sao? Bà làm gì mà tốt như vậy chứ? Tao thấy khó tin quá. Dạ, chắc vậy thôi bà, chứ con không nghe chuyện gì thêm nữa hết á. Thôi mày lo làm chuyện của mày đi. Dạ. Ừ, bánh đó làm theo chị hai đi. Giỏi lắm. Giỏi thì mới được ăn bánh. Đúng rồi, em Tư thông minh lắm. Là sao ta? Ừ.
Bà Tư lúc này đã đỡ chưa lụ? Dạ thưa, cũng đỡ rồi bà. Bà Tư không còn đập phá hay la hét nữa. Cũng chịu ăn uống hơn trước, nhưng mà không nhiều lắm. Con ráng dỗ bà mới chịu ăn đó. Em vào thăm, thấy em Tư cũng khỏe lắm chị cả. Không còn nói lảm nhảm nhiều như trước nữa. Chị có ông, sao không thấy khá hơn chút nào? Lúc nào em vào thăm, cũng thấy ông ngủ ly bì hết. Chị cả nè, em cũng thấy vậy á. Hay sẵn tiện đây, xin phép các chị cho em được chăm sóc ông. Biết đâu qua phòng em, ông sẽ khá hơn thì sao? Chuyện này hôm trước đã nói rồi. Em đang có thai thì làm sao mà chăm sóc cho ông được? Nhưng cứ để ông bên đó, em e rằng không có nên. Em nghi là... Dạ. Bà ơi, bà. Bà ơi, bà. Bà. Dạ, chào mấy bà. Có chuyện gì mà ông hớt hải vậy? Dạ, bà Xuyên. Bà Xuyên, bà bỏ trốn rồi mấy bà ơi. Hả? Bỏ trốn là sao? Ông ăn nói gì kỳ vậy? Dạ, sáng nay tôi có hẹn với bà đi chợ sớm, nhưng mà chờ hoài không thấy. Tôi tưởng là bà ngủ quên. Tôi vô phòng kêu bà dậy, nhưng tôi không thấy bà đâu hết. Rồi tôi nhìn xung quanh, tư trang áo quần không còn ở trong phòng. Tôi chạy ra cổng, tôi thấy ai đó đã mở cổng rồi. Chắc vội đi quá nên chưa kịp khép lại. Tại sao ông nghĩ bà ta bỏ trốn? Có khi bà bỏ về quê có việc gấp thì sao? Đúng là bà ta bỏ trốn thiệt rồi. Tôi đoán không sai mà. Em Năm, sao em biết vậy? Chuyện này chắc là phải hỏi chị ba sẽ hiểu rõ nhất. Sao lại hỏi tôi? Tôi có biết gì đâu nè. Trời ơi, tại sao cô Xuyến lại bỏ trốn chứ? Có giận hờn gì thì nói, mắc gì mà bỏ đi trong đêm như vậy? Ông Xỉu, ông dẫn tôi vô phòng cổ coi sao. Dạ, mời bà. Chị ba, có phải bà Xuyến bỏ đi là chị sắp xếp đúng không? Em căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Nếu em có chứng cứ rõ ràng thì ban nãy em đã vạch mặt chị rồi. Nhưng chị không thấy chuyện này quá trùng hợp sao? Hôm qua em vừa tỏ ý nghi ngờ bà Xuyến với chị, thì hôm nay bà lại bỏ trốn. Nếu chị không nói cho bà ta biết thì sao bà ta biết được mà lánh thân chứ? Em muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, em đừng vòng vo như vậy nữa. Chị đã nói vậy thì tôi không ngần ngại nói thẳng. Tôi thẳng thừng với chị, chị và bà Xuyến cấu kết với nhau để hại ông. Từ chuyện chị sai bà Xuyến nấu thuốc, tới chuyện cấm không cho ai đụng vào, đến khi tôi phát hiện ra thì chị báo động, chị biểu bà ta trốn đi. Tất cả những việc đó đều do chị sắp xếp. Tôi nói vậy có đúng không chị ba? Em Năm, tất cả những gì mà em nói cũng chỉ là suy luận của em mà thôi. Em chẳng có chứng cứ gì, tôi là người bày ra hết. Chưa theo em, tôi hại ông để làm gì? Tôi chẳng có lợi lộc gì trong chuyện này cả. Động cơ của chị là gì? Chị tự trả lời trước mặt mọi người, tôi không quan tâm. Tôi sẽ nói chuyện này cho cả nhà biết. Tới lúc đó chị liệu mà trả lời cho xuống. Còn bây giờ tôi sẽ đưa ông về phòng của tôi, đừng có hành hạ ông nữa. Đứng lại. Vậy thì sẵn tiện em nói luôn cái chuyện em cấu kết với con Lựu, hại bà Hai thân sơ thất sở, và chuyện em lợi dụng tên Sở Minh để hại em Tư đến điên loạn luôn đi. Thì ra chị đã biết rồi sao? Được, vậy tôi cũng chẳng ngại nói thẳng với chị. Bà Hai và bà Tư đã bắt tay nhau để hại tôi sảy thai. Họ có thù với tôi phải trả thôi. Còn chị, tại sao chị muốn giết ông hả? Đây là chuyện riêng của chị, nên em đừng có can dự vào làm gì.
Chị sẽ không cho ai biết chuyện em hại chị hai và em Tư thất điên bát đảo. Bây giờ nước sông không phạm nước giếng, chuyện của ai nấy làm, đừng có can thiệp vào nhau, em hiểu không? Nhưng mà em không thể để chị hại ông chết được. Em cần ông phải tỉnh táo để lập chút thư có lợi cho con em. À, thì ra đây là lý do. Hèn gì em cứ cương quyết dành phần chăm sóc ông. Em Năm, em lo xa quá rồi. Con của em có được hưởng phần gia sản hay không là nhờ vào phước của em đó. Em nên an phận, đừng có can dự vào chuyện của chị, thì chắc mọi chuyện sẽ có lợi cho cả hai chị em mình. Ông chồng của chị vẫn sẽ ở đây như cũ, vậy em đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, rõ chị em Năm? Chị tưởng tôi sợ chị hay sao? Mà chị hăm dọa tôi chứ. Chẳng qua tôi nể chút tình nghĩa khi xưa nên mới nương tay với chị thôi. Cỡ chị, tôi dập một phát là chết ngay. Đừng có khi dễ con này. Tôi không phải là con dậu ngày xưa đâu mà lên mặt với tôi. Lộ. Dạ. Mày tìm mọi cách, thậm chí bới tung cái xứ này, cũng phải tìm cho được bà Xuyến cho tao. Bà chưa nói cho bà ba nghe chuyện ông Trịnh bị bà hại vô sinh. Chứ không thì bà ba đã dịnh vô đó tố cáo tao rồi. Tao không muốn có người đi tìm bà ấy trước rồi lập mưu hãm hại tao. Đi đi, nhanh lên. Dạ. Má ba. Em ba, em về rồi. Hay quá. Trên nha môn người ta nói sao hả em? Họ có cho Phú Túc được tại ngoại rồi xử sao không em? Trời ơi, có chuyện gì em nói mau đi, chị sốt ruột quá. Má ba, chồng con có được cứu không má ba? Em đã cố gắng hết sức nhưng không kịp rồi chị cả ơi. Má xin lỗi con nha Bích Khê. Vì vụ án mạng đó xảy ra trên kinh thành nên quan trên đã có lệnh dẫn giải Phú Túc lên đó để tái hiện lại hiện trường rồi. Trời ơi, vậy không có cách nào lo lót để hòa quẩn hay để xét xử sao hả em? Trời ơi, đưa nó lên đó coi như là mất cơ hội cứu nó rồi. Bây giờ làm sao hả em? Em cũng đã năn nỉ và tìm đủ mọi cách để lo lót cho quan huyện, nhưng ông ta cũng chịu thua rồi chị. Đây là vụ trọng án nên ông ta cũng không có thẩm quyền xét xử. Theo tin em có được thì vụ án của Phú Túc sẽ được xét xử công khai trước dân chúng toàn kinh thành. Bây giờ thì may ra chỉ có vua mới can thiệp được thôi chị. Trời ơi, vậy là hết cách rồi hả má ba? Phú Túc sẽ bị giam vô nhà lao hả má ba? Trời ơi, vậy là con của tôi mất cha. Con ơi, con không thấy mặt cha rồi con ơi. Trời ơi, em ba, tại sao hôm trước em nói là em sẽ lo được cho nó mà? Nếu mà sớm biết vậy thì chị đâu có hy vọng rồi bây giờ đau đớn như vậy. Phú Túc ơi, con ơi, sao mà số con khổ như vậy? Con mà có bề gì thì làm sao mà ba sống đây? Trời ơi, rồi còn vợ của con, rồi còn con của con nữa.
Em Năm, có chuyện gì vậy chị hai? Sao lâu quá chị không thấy em vô thăm em Tư vậy? Trời ơi, tội nghiệp cổ lắm. Mấy nay cổ cứ nhắc tên em biết hà. Nhắc chuyện gì vậy chị hai? Không lẽ chị Tư tỉnh trí rồi hay sao? Thì em Tư cũng có lúc điên lúc tỉnh mà. Thỉnh thoảng cổ hay nhắc lại chuyện cũ dễ sợ lắm. Chị nghe mà giật mình, nhất là những chuyện không vui đó em. Không biết sao mà cổ cứ kể danh vách. Ai mà không biết nhìn vô cứ tưởng cổ tỉnh táo dữ lắm á. Có những lúc em Tư cũng có nhắc tới tên của em, nhưng toàn những câu rời rạc, chị nghe mà không có hiểu gì hết. Vậy đó hả chị? Vậy để lát nữa em rảnh em sẽ ghé thăm chị Tư. Mày mau ghé thăm đi, cô ta nôn nao muốn gặp mày lắm rồi đó. Có khi nào đây là cái bẫy giăng sẵn để chờ mình hay không? Hay chỉ là trò đùa rẻ tiền của bà ta? Nhưng mà bà ta có thể làm gì mình với con mụ điên này chứ? Đã điên rồi thì mình mắc gì phải sợ? Bao nhiêu kẻ tỉnh táo xúm lại hại mình mà có được cái gì đâu, mắc gì mình phải sợ chứ. Mở cửa đi, mau lên, có gì đâu mà sợ. Mày mà biết sợ ai chứ. Mày vô đó đi, để em Tư hỏi thăm sức khỏe mày thay tao. Đúng rồi, mày vô đi. Bà nấu cái gì vậy bà hai? Nè, sẵn có mày ở đây, mày mang chén thuốc này vô phòng của bà Tư, rồi đưa cho bà Năm giùm tao nghe. Bà Năm đang ở trong đó, cẩn thận có chuyện phỏng tay của mày đó. Dạ con đem đi hả? Ừ. Dạ. Nhớ đưa tận tay bà Năm nghe chưa? Dạ. Cẩn thận đó. Dạ dạ con biết rồi. Chị Tư, em nghe nói là chị nhắc tới tên em hả? Chị biết em là ai không? Không biết hả? Được rồi, chị đợi tôi một chút. Chút. Ăn. Hả? Ăn. Có liền. Có liền. Ăn. 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 Chị đói bụng phải ăn. Không? Ăn. Để tôi đút cho chị ăn cái này thì tôi sẽ biết là chị có giả điên giả ngu hay không. Ăn. 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 Ăn.
Ngon không? Ngon quá hả? Ăn nữa nha. Hả? Ngọc. Vậy là bà hai chỉ hù dọa mình thôi. Chứ cái con điên này có tỉnh đâu mà nhắc tới mình. Vậy mà mình sợ sợ thái quá. Ăn, ăn. Ăn, 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 ăn. Nữa đi nha. Con chào bà Năm. Sao mà vô đây? Dạ con đem thuốc cho bà Tư uống. Mày mới sắc xong hả? Được rồi, để tao đút cho bà uống. Dạ không phải con sắc mà là bà hai sắc. Dạ bà kêu con đem vô rồi đưa bà Năm cho bà Tư uống. Sao bà hai lại biết mình ở đây ta? Thôi, mày cho bà uống giùm tao đi. Tao không có đủ kiên nhẫn đi chăm người bệnh như mày đâu. Dạ. Chị Tư, uống thuốc đi chị. Uống cho mau hết bệnh nghe chị. Thuốc này dễ uống lắm. Nếu mà nóng quá, để thử nguội cho chị uống nghe. Bà uống đi bà Tư. Uống đi chị. Uống thuốc đi bà Tư. Uống đi chị Tư. Uống đi chị. Uống đi. Nhanh lên. Bình tĩnh lại coi. Dậu, người xấu. Lũ ơi, người xấu. Lũ ơi, người xấu. Mày bình tĩnh lại coi coi. Lũ ơi, Lũ. Trời ơi, có chuyện gì vậy hai năm? Sao con Lũ mặt nó lại bị như vậy? Con Lũ bị chị Tư tạt nguyên chén nước sôi vô mặt. Người xấu, người xấu. Trời ơi, tại sao cô lại làm như vậy? Dạ, em đâu biết gì đâu. Con Lũ đang cho chị Tư uống thuốc. Không hiểu sao chị hốt hoảng, chị hất nguyên chén thuốc nóng vô mặt nó luôn. Chắc là nó bị phỏng rồi đó. Chị ơi, chị cứu nó đi chị. Âu Xỉu. Lũ ơi. Âu Xỉu à. Âu Xỉu. Dạ. Dạ. Nè mau vô đây. Dạ. Nhanh lên. Có chuyện gì vậy bà cả? Mau mau. Dạ. Hết rồi. Ông mau bê con Lũ xuống dưới rồi bôi thuốc cho nó. Nó bị phỏng rồi, nhanh lên. Mày bị sao vậy Lũ? Chết mày rồi. Bị sao vậy? Con. Ủa? Rồi em làm gì ở trong này? Dạ em vô đây phụ con Lựu chăm sóc cho chị Tư. Người xấu, người xấu. Nó là người xấu á. Em à, chị cả đây. Chị cả đây mà, em bình tĩnh đi. Con Lũ bây giờ sao rồi hả em Năm? Dạ, mặt của nó bị phỏng đỏ rát cả mặt. Không biết có ảnh hưởng tới mắt không nữa. Nhưng mà chắc chắn khuôn mặt sẽ để lại thẹo đó chị. Bị nặng vậy sao em? Chị nghĩ coi, cả chén nước sôi hất thẳng vô trong mặt, làm sao mà không nặng được chứ. Tội nghiệp thiệt. Nhưng mà thôi, cũng đừng có trách em Tư. Cổ bị bệnh nên có biết mình làm gì đâu. Chỉ buồn là tại sao chuyện xấu cứ dồn dập xảy ra trong gia đình mình hoài à.
chắc phải nhờ đến mấy thầy trong chùa cúng giải hạn quá. Nó bị như vậy thì tôi nghĩ là không nên giữ nó ở trong nhà. Mình cho nó một ít bạc rồi đuổi nó đi. Làm vậy có quá vô tâm không chị hai? Dù gì nó cũng từng theo hầu hạ chị một thời gian dài mà. Chứ em muốn sao hả em Năm? Không lẽ để nó mang cái bộ mặt dị dạng đó đi tới đi lui ở trong cái nhà này hay sao? Nhà mình toàn là khách thương buôn, quan lại sang trọng tới lui ở đây. Nhìn thấy nó thì làm sao mà tiện? Nghĩ tới thôi là chị đã gớm ghiếc rồi. Chị nói như vậy đúng không hả em Ba? Thôi cứ làm theo lời của chị hai đi. Cứ cho nó ít bạc rồi đuổi đi cũng hay mà. Chị cả, chị thấy sao hả chị? Ừ, thì thôi, cứ làm theo ý của mọi người đi. Chị hai, sao chị ác quá vậy hả? Chị hại tôi chưa đủ hay sao mà còn khiến cho con Lựu thân tàn ma dại như vậy chứ? Em nói cái gì vậy em Năm? Nó bị như vậy là do em Tư mà, chứ có phải do chị đâu. Chị gạt ai chứ đừng hòng qua mắt được tôi. Ngày nào chị cũng làm bộ qua chăm sóc cho chị Tư, chứ thiệt ra là bày cho chị cái trò hất nước vào mặt người khác. Tôi nhanh trí né được, chứ không bây giờ mang cái bộ mặt gớm ghiếc như con Lựu rồi. Em Năm à, mấy cái trò ném đá giấu tay chị đã học được từ em đó. Chẳng phải em giỏi nhất trong cái việc mượn tay người này để hại người khác hay sao? Còn con Lựu nó bị như vậy là đáng đời nó. Cái thứ phản chủ ngu muội như nó bị như vậy còn nhẹ đó, than vãn cái nỗi gì. Còn cô nữa, cô cũng chẳng có đàng hoàng tử tế gì hơn ai đâu. Đừng có dở cái thói quạnh quẹ người khác. Lần này may mắn nhưng sẽ không có lần khác đâu. Chị, ông Xỉu nè, ông dám chừng chị Lựu có trở lại bình thường được không? Khó lắm, nó bị phỏng nặng vậy mà. Tội nghiệp, bây giờ mở miệng ra ăn cháo còn khó khăn nữa, dễ gì mà lành được. Mà thiệt chứ, chị đã biết là bà Tư bệnh, còn trường cái mặt ra làm gì? Bây giờ nhìn chị thấy mà thương à. Mày đừng có trách nó. Có những chuyện nhìn như vậy nhưng mà không phải vậy. Không phải chuyện gì nhìn bằng con mắt mình phán xét là đúng đâu. Ủa, không dùng mắt á thì dùng gì ông Xỉu? Dùng trí. Mà cái đó mày không có, nên thôi thôi thôi, mày đừng có hỏi ha. Tao đã nhiều lần nhắc nhở nó, an phận đi, đừng có theo phe này theo phe kia. Rốt cuộc mày thấy tao nói có đúng không? Trâu bò hút nhau rồi mũi chết. Ủa, ông nói gì tốn hiểu vậy trơn vậy? Hôm qua giờ tôi có thấy con trâu con bò gì hút nhau đâu. Tôi chỉ đang hỏi là chị Lựu mà. Mày mà hỏi nữa tao bắt mày ra đồng cho trâu nó hút mày bây giờ đó. Tao mệt mỏi mày dễ sợ luôn. Tao nói thiệt với mày nghe Út, ở trong cái nhà này tao không có ai nói chuyện với tao hết, cho nên tao đành nói chuyện với mày thôi đó. Chứ thiệt ra tao ngồi nói chuyện với mày á, tao nói chuyện với cái đầu gối còn sướng hơn. Thôi mà ông Xỉu, ông nói chuyện với tôi đi mà. Ông đừng có giận, tôi cũng buồn thiệt chứ bộ. Ngày xưa có chị Dậu, chị Lựu, anh Thế, còn bà Xuyến nữa. Giờ ngoảnh đi ngoảnh lại còn có mình tôi với ông à. Ông ráng, ông đừng có bị chuyện gì nghe. Rủi ông có chuyện gì chắc tôi buồn thúi ruột luôn á. Ê, cái miệng ăn mắm muối nó bậy mày. Có gì là có gì mày hả? Tao quanh năm chỉ biết cắm mặt làm công việc, có thấy có nghe cái gì á cũng giả câm giả điếc, thì làm gì có chuyện với tao được chứ. À mà ông Xỉu nè, tôi hơi thắc mắc,
sao mình không đưa chị Lụ đi thầy Lan? Để chị ở đây sao đành được? Trời, mày hỏi á cũng như không hỏi về Út. Ở đợ như mình mà đòi thầy Lan, tiền đâu mà trả? Tại hổm rài tôi thấy chị rên la vậy, tôi tội nghiệp. Phải chi á, được thầy chữa liền là không chừng giờ đã lành rồi. Nó được ở lại á là may lắm rồi. Tao lại sợ sắp tới nó lại bị đuổi ra khỏi nhà nữa đó. Trời đất ơi, thiệt hả ông xỉu? Người ta bị như vậy bây giờ còn cho người ta nghỉ việc, sao mà ác nhân thất đức quá vậy? Nhỏ nhỏ cái họng của mày lại giùm tao một cái. Nè, mày coi đi, cho dù sao này con Lụ nó có lành lại, cái mặt cũng xấu như quỷ à. Ai dám dòm mặt nó, ai dám mướn nó, đúng không? Mày cứ chờ coi, tao nói đúng hay sai. Bà hai giùm con, chính bà ta đã gại bẫy để hại con thành kẻ thê thảm như vậy. Bây giờ con đau rát quá bà ơi, con ăn không được, con ngủ cũng không xong. Bà ơi, bà nể tình con theo bà mấy lâu nay, bà cho con chút tiền mua thuốc uống đi mà. Nhìn mày như vậy tao không nỡ trách, nhưng mà mày cũng thiệt là dại quá đi. Biết bả khùng điên còn đưa cái mặt vô rồi chi, cho bả tạt nước sôi cái mặt phỏng hết như vậy nè. Thôi nín đi, tao cho mày ít tiền mà nhớ giữ cho kỹ để phòng thân sau này, nghe không? Phòng thân là sao hả bà? Thầy tao nghe nói sắp tới mướn người khác vô đây làm thay mày. Tức là con bị đuổi việc hay sao bà Năm? Con bị hại thành ra thân tàn ma dại như vậy, con cũng vì đi theo bà mà. Sao bà không nói một tiếng cho con ở lại hả bà Năm? Bây giờ bị đuổi việc á thì cũng biết phải làm cái gì để sống nè bà Năm. Không lẽ bà nhìn con chết bời chết bụi hả bà Năm? Mày bị như vậy á là do cái miệng của mày á ồn ào quá. Nghe nè, chính bà hai là người xúi bà ba đuổi mày ra khỏi cái nhà này đó. Bà ta chắc là hận mày vì đã khai ra chuyện của bà lần trước. Con người của bà ta không những thù dai mà còn độc ác nữa. Trời ơi, bà đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Đã hại tôi ra nông nỗi này, giờ còn xuống người ta đuổi tôi nữa. Tôi mà gặp lại bà là tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nè, mày đừng có lo, tao sẽ không bỏ rơi mày đâu. Thôi ráng nghe không? Chồng con đâu? Ông ơi, làm ơn cho tôi vô thăm ơi, con tôi nha. Em vô trong gặp chồng em đi ạ. Phú Túc con ơi, mình ơi, Phú Túc mình ơi, trời ơi, Phú Túc kia kìa, ơi Phú Túc mình ơi. Con ơi, con ơi, mình ơi, Phú Túc, mình ơi, con tới với con rồi mà, Phú ơi, ba, ba nghe, mình ơi, Phú Túc, mẹ ơi, cảm ơn,
Mình ơi, cứu con đi má. Kêu cha, má nhà già sản, cứu con đi má. Con cũng chết má. Cứu con đi má. Mình ơi, cứu anh đi mình ơi. Con muốn chết. Má, cứu con nha má. Má, má. Dậy đi. Cứu con nha má. Dậy đi. Má, má. Má ơi, Bích Khê. Ôi, con có sao không? Bố Tùng. Bích Khê, có ai giúp tôi không? Má ơi, người